Hello cả nhà yêu nha. Hôm nay mình ra Tam Đồng mọi người ạ. Đấy, thì hôm nay này mình ra mình Tam Đồng mình thấy có tổ chim này, mọi người nhìn thấy không? Đấy, tổ chim này. Đây mình sẽ chuyển camera sau cho mọi người cùng xem nhá. Đấy. Đây, mình thấy được một tổ chim. Mình phải bắt thôi mọi người ạ, chứ còn không nên để vài hôm nữa lúa đang chín này rồi nó sắp được gặt rồi mọi người ạ. Đó. Để tổ chim mình xem trong có gì không. À, có mấy quả trứng mọi người ạ. Đây. Mình phải bật flash lên cho mọi người xem được. Đó. Mọi người thấy chưa? Đấy, có không? Ba quả trứng này. Đó, ba quả trứng chim chim linh tích mọi người ạ. Đấy nhá. Mình sẽ bắt nhá. Tôi còn để đây thì gặt lúa thì đến lúc ấp lở thì cũng máy gặt đi, nó gặt đi. Máy về gặt nên là cũng không để được mọi người ạ. Đấy, nó hỏng hết, máy gặt nó cua vào máy là hỏng hết. Đó, một tổ mọi người ạ. Chim đàn rất khéo mọi người nhỉ. À, bây giờ mình đi xe tìm xem còn tổ nào nữa không mọi người nhé. Đấy. Đây, được một tổ. Đây nhá, mình cho mọi người xem này, bên trong trứng. Đây, có ba quả. Ba quả trứng bên trong mọi người nhé. Đấy. Đấy, ba quả. Đi đi tiếp mọi người ạ. Tìm xem còn tổ nào không. Mùa này ra đồng ấy mình rất hay bắt được tổ chim mọi người ạ. Đấy, tổ chim tinh tích làm trên cây lúa. Cây lúa chín đỏ sắp được gặt nơi. Này mình sẽ review cho mọi người xem nhé. Cánh đồng mình lúa chín này, đây lúa này chỉ vài hôm nữa được gặt rồi. Đó. Đây ruộng nữa nhà mình này. Chín hết rồi này. Đây chỉ tầm chục hôm nữa được gặt rồi. Đây ruộng này không thấy cái tổ chim nào. Để mình đi tìm anh nhá, xong lát nữa có thì mình lại quay cho mọi người xem nhá. Kiều mọi người, đây ruộng nhà mình lại có tổ lửa này. Sao chim toàn làm ruộng nhà mình vậy? Mình xuống bắt nhá. Đây một tổ lửa đây. Đấy. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đây. Một tổ nữa này, xem tổ này có. Tổ này không thấy có gì nhỉ. À. Ui, tổ này có 4 quả trứng cơ mọi người ạ. Hay. Đó. Bây giờ mình sẽ bắt nha. Bắt tiếp tổ này nữa, 2 tổ. Wow, tổ này có 4 quả trứng mọi người ạ. Ê mọi người ơi. Này, 4 quả liền này. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, 4 quả. Rồi, thế là được 7 quả của mọi người ạ. Đấy. Ui giời. Ui giời. Đây. 2 tổ, 1 tổ 3 quả, 1 tổ 4 quả. Ê, mình đi tìm xem còn tổ nào không nhá. Đó. Ồ, khả năng tìm hết cánh đồng này rộng bao la này, khả năng nhiều tổ chim lắm mọi người ạ. Đấy, bắt được nhiều lắm mọi người ạ. Đây, mình đi tìm tiếp xem nào. Chim toàn làm tổ ruộng nhà mình thôi. Thế mới tài chứ lệ. Hello, được 2 tổ mọi người ạ.
hai tổ chim rồi nhé mọi người nhé. Đấy, đây là hai tổ là được tổng 7 quả trứng rồi. Mỗi tổ ở quả trứng này chim này nó bé. Ui chết rồi. Wow. Ui ôi, chỗ này chỗ này nước nó, cái bờ nước này nó trận mưa vừa rồi ấy, nó lở hết rồi, bờ này không đi được nữa đâu. Chúng ta sẽ tìm bờ khác mọi người nhé. Đấy. Này mình đi, mình không cầm gậy quay chưa, thì mình cầm tay, một tay cầm máy, một tay cầm tổ này chứ. À đúng rồi mọi người ạ. Đó. Khả năng hôm nào mình được nghỉ chủ nhật mình được nghỉ là mình phải đi tìm mọi người ạ. Tìm đồ chim. Thì lên trên rổ trên này xem có. Rất nhiều tổ chim luôn, bởi vì lúa này cũng sắp được gặt rồi. Mình không bắt thì sau lại máy về gặt ấy, những chim nở không kịp nở đâu mọi người ạ. Nở nó cũng không kịp lớn. Cho nên là mọi người đừng bảo mình là sát sanh nhé. Bởi vì mình nghĩ là trước sau gì thì máy về gặt đi nó không kịp bay đi đâu. Cho nên là mình phải bắt thôi. Đó. Chắc phải lên mấy ruộng tốt tốt này mình có chứ. Ui. Nhìn xa rất là khó ấy, mọi người ạ, lúa, bởi vì lúa tốt ấy. Rất là khó luôn này. Ruộng này cờ hết sạch này. Ruộng này cái sau cùng đây. Cho nên là của nhà thím mình đây. Xanh lắm. Xanh này chưa thể gặt được. Nên là nếu mà có tổ là ở đây mà có tổ nào thì chắc là mình cũng để. Mình không bắt. Mình chỉ bắt những cái ruộng nào mà nó chín này rồi. Là máy nó sẽ về nó sẽ gặt trước. Đó. Ồ mấy ruộng này không có tổ nào đâu. Các bạn xem video nhớ ủng hộ cho mình một like và chia sẻ nhá. Đấy. Mình lên trên ruộng này. Thường thường chim nó hay làm ruộng trên cao lắm. Nhưng mà chắc là không có đâu. Mình bắt được hai tổ rồi. Về mình sẽ hấp lên cho hai bé nhà mình thưởng thức. Đây là món trứng ướng chim lích tích ngoài đồng này, nó rất là bổ nha mọi người nha. Ở quê các bạn có không? Nếu mà có thì hãy nhớ comment bình luận cho mình xem nhá. Đó. Đây mình thử lên bờ là trên này xem. Đây ruộng nhà mình đây. Đấy. Ruộng nhà mình đây. Ruộng nhà mình thì chim hay làm tổ. Đây bởi vì mình bắt hai tổ này toàn ruộng nhà mình hết. Wow, mới đi được có mấy bờ thôi mà bắt được hai tổ rồi. Nếu mà đi có thời gian mà đi cả đồng thì chắc là được nhiều lắm. Úi. Trên này chắc không có đâu. Ờ, khả năng mình về đây. Về mình ăn cơm, mình nghỉ ngơi, tối mình đi làm. Mình đi làm đêm.
Mọi người hãy nhớ ủng hộ cho mình một like, một chia sẻ nha. Đó, bởi vì cũng khá lâu mình chưa ra được video cho tất cả mọi người cùng xem. Vì mình bận còn đi làm công ty ấy. Cho nên là đi làm đêm về mình rất là mệt. Mình làm 2 tuần đêm rồi, nhưng tuần này tuần thứ 3. Mọi người nhớ theo dõi mình nhá. Bây giờ lại mình mất tương tác nhiều quá. Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nha. Bye bye.